Ồ đấy có con rùa, bắt gặp con rùa nhảy xuống rồi. Trời ơi nhìn cái thảm cỏ nhìn thấy mê không? Gạch nung làm rất là đẹp ha. Toàn bộ khung cảnh của cái công viên trường đại học Chu La Long Con ngay giữa lòng trung tâm thủ đô Bangkok. Rồi hello chào các bạn ha. Tiếp tục chúng ta lại đi khám phá khu vực của trường đại học Chu La Long Con đây. Cái khu vực giảng đường với các khoa của trường đại học Chu La Long Con bên đó mình đã quay các bạn coi rồi ha. Và bên này là phía cái công viên của trường, nó chiếm một nửa diện tích của trường rồi các bạn. Tổng diện tích của trường lên đến gần 200 hecta, trong khi cái quảng trường này chiếm 100 hecta rồi. Nó nằm cách nhau bởi một cái con đường ha, gọi là Chu Soi 26, 26, 22 gì đó. Rồi tiếp tục chúng ta lại đi tham quan một cái công viên của trường đại học danh giá hàng đầu của Thái Lan, ngay giữa lòng trung tâm của thủ đô Bangkok luôn các bạn. Nó nằm phía gần gần với lại những khu trung tâm thương mại lớn như là MBK với lại Siam Center, Siam Square. Bắt đi qua cái cầu tối có đèn chắc rất là đẹp đây nè. Đó, có hệ thống đèn ha. Cái tấm nhựa giả gỗ, cái tấm này không phải là nhựa mà nó là gì ta, chắc loại composite các bạn, nhựa composite á, này mới chịu nắng chịu nhiệt nổi. Mấy cái nhựa này để làm những chiếc vỏ lãi đó. Đó rồi làm giả gỗ ha, màu giả gỗ ha các bạn. Phía bên trái là những tòa nhà cao ốc tiếp tục mọc ra như nấm luôn. Rồi chúng ta sẽ dạo một vòng bên phía nhánh tay phải trước rồi đi bọc vòng qua bên nhánh tay trái coi công viên này nó có gì ha. Phía bên này xử lý nước thải ha. Đi trong này ánh nắng không chen qua nổi những tán cây. Như một khu rừng nguyên sinh này, khu nó rất nhiều những cái ghế đá. Cái trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời. Phía bên đó là có cái trung tâm nhà hàng ăn uống có tên là Am Chu Long, Am Chu La chứ, Am Chu La. Ở đây có những tảng đá rồi. Chờ như ở bên Việt Nam là giờ này là mấy cháu ra sống ảo rồi. Ồ đấy có con rùa, bắt gặp con rùa nhảy xuống rồi. Đó, môi trường thiên nhiên đó, tiếng chim hót à, camera an ninh đầy nhóc trong khu công viên này luôn. Trộm cướp ăn cắp giật trong này thì có chứ còn cướp là chắc không nè. Có cái xích đu ở trên là năng lượng mặt trời, tranh thủ làm cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây có những cái cây lá rất là đẹp ha, nó tiếng chim hót à. Ở đây có trái gì ta, trái xoài hả, xoài keo hả. Ơi, trái quá trời nè các bạn. Trời ơi, cây gì đâu mà trái quá trời luôn. Đi dọc ngay là phía bên này hay bên nào cũng muốn đi hết. Đây thấy người dân đi, mình đi bên này đi. Mát quá, đây chim bồ câu sống tự nhiên nè, chim chóc kìa, nó không có sự săn bắt
Đó, chim bồ câu bay xuống à. Những con quạ đen nó kêu wow wow. Đó. Đây những tảng đá lắp ghép vô ha. Đó, đừng nói là đá sa huỳnh nữa. Lấy từ khu vực quần thể đền thờ Angkor Wat bên Campuchia, đã lắp ghép lại, nhìn tưởng là đi vô khu resort à. Bên kia có bà chị đang làm nhiếp ảnh gia, căng lens đối đầu với lens mình luôn. Công viên riêng biệt của trường đại học. Và cũng là cái công viên chung của thành phố ha. Nơi có thể mở cửa welcome tất cả từ du khách cho đến người dân tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vô đây sinh hoạt. Có những trạm điện ha, làm rất là gọn gàng. Đó, hồi sáng đi xe ôm công nghệ nó thả mình bên cái cổng bên hông này. Đó, ta đi đường giữa, nãy mà đi đường thẳng thì đi nhánh bên này ha. Rộng quá trời rộng mà. Đây có hệ thống thùng rác nè. Cycle với lại Gabat. Camera an ninh đầy nhóc trong này luôn, quá trời luôn nè. Thôi đi một nhánh nhỏ ở trong này thôi các bạn. Ồ, lan ra ngoài đó nữa, nó rộng nó bự lắm, quá trời bự vậy. 100 hecta lần mà. Ồ, nó bự hơn cái khu chế xuất Linh Trung 1 nữa. Khu chế xuất Linh Trung 1 có 60 hecta. Cấm cấm sử dụng xe đạp với lại cái xe trượt à. Trời, bà chị cũng chơi TikTok nữa, đang chuẩn bị quay TikTok hay gì á. Hay cảnh mấy cháu sinh viên Thái Lan là sinh viên học sinh nha. Cũng có thể không phải là sinh viên học sinh mà mướn đồ các bạn ha, mướn đồ ra chụp ảnh thôi. Buổi tối lên đèn chắc khá là đẹp ha, cây đều có tên tuổi ha các bạn. Ồ, nó nằm trên một cái ngọn đồi ha. Lúc trước ở đây là ngọn đồi ha các bạn. Rồi chúng ta đi bộ nó lên dốc đó. Khúc này là bắt đầu lên đỉnh đồi nè. Phía trên đỉnh đồi có nhà hàng, quán ăn gì đó. Phục vụ. Trời bên này à. Trời ơi, nhìn cái thảm cỏ nhìn thấy mê không? Chúng ta tìm đường đi bộ xuống, chút đi đường kia đi bộ xuống. Quay trên này trước cho các bạn coi toàn bộ nguyên cái công viên rộng 100 hectare. Nó trực thuộc cái trường Đại học Chu La Long Con. Hệ thống đèn chiếu sáng. Buổi tối khu này chắc mở đèn lên rất là đẹp đây.
chính xác nằm trên một cái ngọn đồi các bạn. Chúng ta đang đứng trên ngọn đồi đó, nhìn hướng thẳng xuống công viên và thẳng qua ngôi trường Đại học Chu La Long Con, ngay giữa lòng trung tâm của thủ đô Bangkok nè. Phía trước mặt chúng ta đó là những tòa nhà cao ốc chọc trời, hệ thống phun nước tự động. Ôi mát quá. Đây, đứng đây đi, quay xuống dưới toàn bộ cái thảm cỏ. Nhìn như khu đại học Harvard của Mỹ. Xuống dưới đi, xuống dưới đi, coi ở dưới nó có bán quán ăn hay cái nhà vệ sinh rồi. À, cái hành lang hàng rào của công viên tới đây ha. Rồi, có chú thỏ nè, chú la ạt bạc Spark. Cái gì tây sành gì đó. Công viên Chu La. Quay những cảnh như vậy là chúng ta mới thấy được cuộc sống của nước bạn, họ phát triển, lý do tại sao. Chứ kênh của mình là không có quay về ăn uống với lại những khu mà vui chơi giải trí mà người ta quay quá nhiều rồi ha các bạn. Quay ăn uống mà trước mặt khán giả đó là một cái việc hết sức là bất lịch sự. Người ta đi làm về mệt mỏi coi kênh của mình mà mở lên mình ngồi mình ăn uống, ngồi nhe răng ra cười. Kênh mình gặp kênh toàn là người lớn, toàn là những người đã đi làm và có gia đình con cái rất là đông, trong nước cũng như ngoài nước. Ở ngoài nước rất là nhiều cô chú đã đi xa Việt Nam rất là lâu năm. Đây, chúng ta hoành xuống dưới cái khu dưới đi, coi có cái gì dưới ha. Trời, đi khúc này mát quá, chỉ có ở trên đó không có trồng cây cối nặng, cho nên nó còn nắng ha. Phía trên đó chỉ trồng cỏ được thôi chứ không thể trồng cây lớn được. Bởi vì cái nhà này là mới xây dựng sau này ha, làm công viên thì mới xây dựng cái hành lang bờ kè đó đi băng qua thôi chứ còn khúc dưới đây nè, quỹ đất quá là xanh mướt luôn. Công nhân, nhân viên của cái trường đại học có đồng phục. Đây, bắt đầu hệ thống xử lý nước các bạn. À, nước từ trên đó bắt đầu đổ xuống dưới đây. Thảm cỏ, cỏ nhật à, xanh mướt, mơn man luôn, buổi chiều. Đó. Có thể ngồi đây, chiều ngắm hoàng hôn được. Đây là cái nhà văn phòng ha, không có tiếng Anh, toàn tiếng Thái không. Có tiếng Anh nó bị ngược rồi, dán ở trong. Ôi, gạch à. Gạch nung làm rất là đẹp ha, mẫu mã rất là lạ,
theo phong cách Thái Lan. Cái này gọi là gì? Chamchuri at Garashiri ha các bạn. Chula Long Con University. Phía bên này có đóng cửa hết rồi. Khu vực này đóng cửa hết rồi. Đó, toàn bộ công viên ra đến này, phía sau đó là một cái con đường. Khúc sau này có thể đi xuống dưới con đường bắt xe được hay không ta? Chắc không có làm con đường đi xuống ha. Có con đường đi xuống rồi các bạn. Đây ha. Toàn bộ khung cảnh của cái công viên trường đại học Chula Long Con, ngay giữa lòng trung tâm thủ đô Bangkok. Đây, con đường xuống dưới được. Vậy là đi từ đường bên này qua đường bên kia, thông qua cái công viên. Công viên cũng là bốn ngõ vô luôn. Đông Tây Nam Bắc có đủ. Nó giữ lại hệ thống cây xanh. Đó, cây cỏ rậm rạp tùm luôn. Đi xuống một cái con đường. Đây, đến đây là bọc vòng. Hồi sáng là mình đi xe ôm công nghệ, nó quẹo trái vô đây nè, nó thả mình ngay chỗ cổng bên hông của cái công viên của trường đại học Chula Long Con ha các bạn. Rồi, như vậy là sáng nay mình đã đi quay cho các bạn coi về cái ngôi trường danh giá tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, trường có tên là Chula Long Con, và cái công viên của cái trường. Rồi, có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.